Dạ phòng 61 xin chào cô chú chị ha. Thì buổi tối này phòng bên đây là trại chỉ huy, dạ. Bên đây là trại truyền thống, dạ. Rồi vô trong đây thì gồm có 4 trại nha bà cô chú ha. 8 trại 8 xã. Dạ. Bên tay trái bên đây là An Điền. Bên tay phải đây là Hới Hòa bà cô chú ha. Bắt đầu vô. Tiếp nữa ha. Bên tay trái bên đây là An Phú nè. Dạ. An Điền nha bà cô chú ha. Bên đây là phường Hới Hòa. Phường nha bà cô chú, lên phường hết rồi, chỉ An Phú là xã thôi. Dạ, chỉ An Phú là xã nha bà cô chú ha. Còn An Tây hình như phường luôn rồi, nhưng mà ở đây hay phòng số mốt hay còn dẫn để chị xã nha. Dạ. Đây. Dạ có mấy chú bộ đội nè. Đây. Của xã Nhân Tây mà còn chú ha. Dạ để vô. Rồi. Dạ. Chưa đứng đây, đứng đây. Còn đây là xã An Điền. Dạ. cứ ngỡ là chú lo mà lo đấy. Dạ đây là xã An Phú à cậu chú ha. Dạ An Phú. Bên đây là Hòa Lợi, phường Hòa Lợi. Lên phường ha cậu chú ha. Mỹ Phước cũng phường Mỹ Phước gần đây luôn. Bên đây đi chứ, bên đây đi, bên đây phường Tân Định, bên cái Tân Định, Mỹ Phước đây, rồi đây là chính mình, đây là phường Chánh Phú Hòa ha, bộ phòng số mốt đây nhà bà cô chú ha, Đoàn Huyền Liên, còn ở đây là cái tối nay. Tối nay là biểu diễn cái sân khấu đây nha bà con chú ha, có biểu diễn ca nhạc gì ha nhà. Hội trại tổng quân năm 2024 của Chánh Hòa. Qua này đi mấy lần sao không thấy, giờ mới thấy, qua trung xã, trung xã cũng không thấy đâu. Này còn phòng số 1 này nha bà con chú. Ngầu ghê chưa. Mấy giờ đi con, mấy giờ lên xe con? 6 giờ. Wow, giờ mới có 4:30 à, tới 6 giờ còn 1 tiếng rưỡi nữa. Phường Chánh Phú Hòa thì có 22 em thôi nhờ con chú anh nhờ. Phòng thứ một thấy bên bộ đội thì có 5 hay một chú, bên đây 2, bên kia 3 kìa. Còn 2 công an, còn nhiều biển đảo hay mà còn chú ha nha. Còn như vậy là 15 biển đảo. Đem phát cái bọc hư thôi vậy. Này riêng gì nào? Chú chú à. Mất thù luôn. Túi hết đi, cả túi đi, để quên á. Ok.
cái biển đảo thì cái nón gói màu xanh đậm hay mà cô chú ha nhỉ? Nón gói bộ đội, đây nón gói công an. Dạ dạ. Giờ chuẩn bị ăn sáng nha cô chú ha. Nhớ vị trí hỏi vô lấy ba lô mình. Yeah, hiện bây giờ là 4 giờ 51 phút rồi cậu chú ha. À, chuẩn bị ăn sáng. Đây không có món đây ăn luôn. À, bánh mì với bò viên ha cậu chú ha. Yeah. Bây giờ đang thấy bà dĩa mì ha. Đây bò viên bưng lên sao ha. Đang chuẩn bị bưng lên. Đây là bò viên rồi cậu chú ha nha. Ăn sáng hay khá là ngon ha mà còn chú ha, mới năm mấy đây. Dạ ăn sáng thì bò viên và bánh mì khá là ngon. Dạ. Quay miết hả? Quay những ăn mệt con thân hồn ăn gãy lên. Thấy mình làm quen với hàng kim áo mình không? Hát bà bụi chân. Ăn chay chung không luôn, không luôn, không luôn, không bún luôn. Không luôn. Chạy với hàng nấu trắng thôi. Hello chào anh con, ăn vậy con? 061. Nó nói hôm nó cũng ngon. Đây hội trại ăn điền. Các chỉ nhanh chóng đưa thanh niên ra sang lợi để ổn định tụi mình. Ra sang lợi để tiến hành ổn định tụi mình. Nhập ngũ á, cái ba lô mà những cái dây lòng thòng á, các ông chỉ mãi tôi nhận các chỉ đạo.
viên nhập cũ ở ngoài cổng tiến hành đi vào thì chúng ta ngưng vỗ tay. Do đó là đề nghị các đồng chí nói cho nó nghiêm túc. Thì sau đây chúng ta tiến hành tập thử 1-2 lần. Thì rất mong các đồng chí thanh niên nhập ngũ, các đồng chí thì các đồng chí tiến hành vỗ tay luôn, là tôi không phải các đồng chí đưa cao lên trên đầu, vỗ chậm từ từ thôi, nhưng mà nó ở sân khấu á, người ta ngồi xuống ổn định hết thì các đồng chí ngưng vỗ tay, chỉ ngồi xuống, rõ chưa? Rồi sau đây chúng ta tập lần thứ hai, ngồi xuống. Thôi, rồi cảm ơn các đồng chí. Hiện chút khi nào đội chủ tịch vào tới thì tôi quan sát sau, tôi kêu các đứng dậy thì chúng ta hành vỗ tay, và chúng ta chú ý là vỗ cho nó đều, nó to. Rồi khi nào đồ lên hết ổn định ngồi xuống thì tất cả các đồng chí đứng dậy, và đồng thời thì có ban nhạc hát, các đồng chí không hát, các đồng chí lưu ý nha. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể đồng bào, thay mặt hội đồng điều phối thị xã Bến Cát, tôi xin công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao nhận quân 2024 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Bình Dương ngày 14/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh số 10/QĐ
UBND quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 1957 vùng 4 quân chủng hải quân 50 công dân, lữ đoàn đặc công 429 binh chủng đặc công 10 công dân, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương 8 công dân, tiểu đoàn cảnh vệ 180 quân khu 7 2 công dân, công an tỉnh Bình Dương 37 công dân. 2. Thời gian giao nhận quân ngày 27/2/2024. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị, đồng chí các đoàn nhận quân cùng gia đình các con em lên đường nhập ngũ sức khỏe hạnh phúc, và chúc các đồng chí thanh niên lên đường mạnh khỏe hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân của thị xã giao cho. Xin trân trọng cảm ơn. Mỹ Phước. 3. Nguyễn Châu Trải. Mỹ Phước. 4. Bùi Văn Long. Thái Hòa. Đi. 5. Bùi Nhật Khăn. Thái Hòa. 6. Nguyễn Thanh Trí. Thái Hòa. 7. Nguyễn Duy Thanh, Thái Hòa. 8. Nguyễn Hoàng Huy, Tân Định. 9. Diệp Văn Phương, Tân Định. 10. Võ Hoàng Phúc, Hòa Lợi, Phú Câu. 11. Nguyễn Tấn Tài, Hòa Lợi. 12. Vương Đoàn Đăng Khoa, Hòa Lợi. 13. Quỳnh Lê Minh Cảnh, Tránh Phú Hòa. 14. Đoàn Ngọc Cường, An Điền. 15. Trần Khánh Lực, Trần Khánh Lưng, An Điền. Hello, Minh Cảnh. Hey,
Cười lên cái nào.